mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Độc Đạo. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Sau Biệt Dược Đen, tác phẩm đầu tay thuộc series Cảnh Sát Hình Sự tạo được ít nhiều ấn tượng, bộ đôi đạo diễn Phạm Gia Phương, Trần Trọng Khôi tiếp tục dấn thân vào dòng phim vốn được coi là vất vả nhưng luôn là món ăn tinh thần yêu thích của đông đảo khán giả truyền hình. Độc Đạo được kỳ vọng mang lại những phút giây kịch tính, cuốn hút và đầy cảm xúc. Độc Đạo bám theo câu chuyện của Hồng, một thanh niên mang nỗi đau lớn, cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ và lạc mất đứa em trai là người thân duy nhất. Sau biến cố lớn, Hồng là đứa trẻ lang thang được bà Mộc, vợ hai của ông trùm xã hội đen này đã rửa tay gác kiếm Lê Toàn, đưa về nhà chăm sóc. Giữa Hồng và Khương, con riêng của ông Lê Toàn, có sự kết nối đặc biệt đã khiến ông Toàn quyết định nhận nuôi Hồng. Sự tin tưởng của ông Toàn dành cho Hồng ngày một được củng cố. Ông Lê Toàn đã chọn Hồng là người điều hành sản nghiệp của họ Lê, nhưng sự tin tưởng và dưỡng dục ấy không làm Hồng quên đi nỗi đau mất người thân năm xưa. Hồng lần theo những manh mối để tìm ra sự thật về cái chết của bố mẹ mình, khi biết được mối quan hệ của người cha nuôi Lê Toàn và ba đàn em thân tín thời đó là Quân Già, Hưng Khạch và Dương Cơ Bắp. Ngoài Lê Toàn đã quy ẩn thì ba người còn lại hiện đều là những tên trùm buôn ma túy xuyên quốc gia khét tiếng, có tụ điểm ở Bàn Mây, và bất kể ai trong đó cũng đều có thể là người mang lại bi kịch cho gia đình Hồng. Trong khi Hồng theo dõi những ông trùm để tìm ra câu trả lời, anh không biết rằng mọi hành động của anh cũng như nhóm tội phạm đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an. Trung tá Long, trưởng phòng điều tra ma túy, được điều từ tỉnh về làm cấp phó cho cùng trưởng công an huyện, đồng thời cũng là người bạn lâu năm của Long. Nhiệm vụ của Long vô cùng nặng nề, bởi anh không chỉ phải đấu tranh với nhóm tội phạm do Quân Già cầm đầu mà còn tìm cho ra kẻ chống lưng cho hắn nằm ngay trong lực lượng công an. Sau vài lần tiếp xúc, phát hiện Hồng rất khôn ngoan, tinh tế lại mang ẩn ức, Long đã xác định Hồng chính là nhân vật chiến lược cho chuyên án của mình. Một bên là Hồng, một bên là sự hỗ trợ của các trinh sát mật được cài cắm trong đường dây tội phạm. Long tiến gần hơn tới các ông trùm và vị trí bong ke ma túy bí mật. Khi dấn thân sâu hơn vào mục tiêu của mình, Long và Hồng nhận ra đằng sau những chuyến hàng lớn, những tội ác, những lợi ích tiền bạc là cả một lịch sử về hận thù và ơn nghĩa, những tình thân hóa thù địch giữa những người đã coi nhau là anh em, đồng đội trên cùng một chiến tuyến. Bộ phim lấy Hồng, một nạn nhân của tội ác là tâm điểm chính, thông qua đó vạch trần những âm mưu, tinh khôn, lọc lõi và tàn bạo của những kẻ vì tiền mà gieo rắc cái chết trắng đến cho xã hội. Đồng thời, bộ phim sẽ mang đến cho người xem những câu chuyện về lực lượng các chiến sĩ công an đã, đang và luôn âm thầm hy sinh, dấn thân vào những hiểm nguy, bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Sự hấp dẫn của phim đến từ mạch truyện, là những tình thế nguy hiểm, là khi phe chính nghĩa đầy mưu lược, hy sinh và dấn thân đối đầu với những tên tội phạm tinh khôn, lọc lõi và tàn bạo. Không dừng lại ở đó, Độc Đạo đi sâu khai thác những quan hệ phức tạp, đan xen giữa yêu hận của các nhân vật, những nỗi đau đớn, giằng xé giữa lương tri, thù hận khó phân định của Hồng. Sự bẻ lái của nhân vật Diễm từ tay sai của Quân Già, trở thành biến số của cuộc đời Hồng cũng là một điểm rất đáng chờ đợi. Giữa một mạch truyện căng thẳng và đối địch thì sự ngô nghê, phá game của Khương Liều, Tân Thái Tử hay Lý Tuét sẽ là một bước nghỉ làm mềm câu chuyện, tạo thêm không khí đời sống cho một dòng phim vốn được coi là khô cứng. Độc Đạo có bối cảnh tương đối đa dạng, khai thác từ thành phố đến vùng rừng núi. Ekip làm phim thực hiện những đại cảnh đuổi bắt lớn, với cả trăm diễn viên cùng sự hỗ trợ của lực lượng công an, nhằm mang đến những hình ảnh sống động, lột tả chân thực sự hiểm nguy, căng thẳng của mạch truyện đến khán giả xem truyền hình. Độc Đạo là sự kết hợp tiếp theo của ekip sáng tạo Biệt Dược Đen, với hai đạo diễn Phạm Gia Phương, Trần Trọng Khôi, biên tập Trung Dũng và DOP Trần Kim Vũ. Những góc nhìn trẻ trung, cách làm phim hiện đại của những người sáng tạo trẻ sẽ mang tới một bộ phim cảnh sát hình sự thú vị, mới lạ. Dàn diễn viên cũng là một điểm sáng đáng chú ý của Độc Đạo. Bộ đôi thân thiết ngoài đời là Doãn Quốc Đam, Duy Hưng vào vai hai anh em Hồng Khương vô cùng tự nhiên và tạo nhiều cảm xúc. Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung sẽ lột xác hoàn toàn khi không còn là một gương mặt đậm tính hài như những vai diễn trước, thay vào đó là sự tàn nhẫn, thâm hiểm. Đặc biệt, bộ phim còn là sự góp mặt của các diễn viên gạo cội như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Vĩnh Sương, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, nghệ sĩ ưu tú Nguyệt Hằng cùng các diễn viên thực lực như Diễn Bảo Anh, Hà Việt Dũng, Việt Hoa, Duy Nam, Hà Trung. Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Độc Đạo. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.